Vâng, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp Grand Chicken rồi, gà nhưng không phải gà. Rồi chúng ta dàn trận đấy nào, đừng có đi theo mình. Gặp mình những thằng nào cũng đi theo, tụ lại nó chụp lại y một lũ thế này thì sao mà bắn hả rồi. Rồi từ từ xem nào, clan người ta rất là mạnh đấy, đừng đùa. Người ta gà nhưng không phải gà, giả giả thật thật, thật thật mà giả giả. Hảo lôi luôn ý. Rồi từ từ nào, cái gì đấy, chưa gì đã bị snipe bên clan gà thành sấp mặt lờ thế kia thì bắn cái mắm gì hả đây hả rồi. Hôm nay thì mình sẽ bắn C4 cùng với khẩu M4A1 Transformer, một cái dòng súng mà mình cũng không thích lắm. Rồi tuy mình cầm lên tay ế, nhưng mình không thích nhiều với khẩu này. Mày khiếp, ui ôi ghê quá. Rồi mình cứ tưởng là nó nấp trong đấy thế méo nào, tốn y quả flash đáng lòng. Rồi bây giờ sẽ là tình huống hấp diêm đến từ clan Chicken. Rồi ơ cái bị mới sao lại đưa về thế 3 vs 1 thế này, đùa bố à. Rồi mình đọc hơi bị sai, phải gọi là 1 vs 3. Đọc thế cho nó vi diệu. Rồi bố mày sợ chúng mày quá đấy. Đâu rồi, à thấy bóng dáng con gà con đây rồi, tới vặt lông em nó thôi. Rồi đâu rồi, đi từ thôi, đi chậm thôi, bật đi chậm đi bạn đi. Ôi này thì quay lại này, đâu rồi, à đù lại gà nữa, thơm thế à, rồi hai con rồi. Hôm nay được cái mùi thịt gà nó nhét vào mồm này. Rồi chúng ta sẽ cùng vào đặt bom thôi. Ủa cái điện máy. Thôi xong, ngu thế à, rồi bị gà hận đàn bà nó giết. Trời ơi, bị ai giết cũng được, ghét nhất là cái thằng hận đàn bà, thằng đấy bắn rất là ghét. Mình hình như là thấy thanh niên này ở ở đâu ấy, mình thấy quen quen, cái tên nó rất là quen, hình như là trên group mình có thấy rồi. Rồi gì ấy, đừng lừa tình nhau mà đi, tách ra đừng có trộm vào người tôi. Ủa cái gì ấy, cái gì đấy, từ từ nào, sniper à. Rồi kỹ năng bắn C4 của mình thì nó thực sự là không hề tốt, nên là anh em cũng tập xác định đi nha. Đấy mày sấy à, mày sấy với ai này, sấy cái gì đấy, gì đấy, bom à. Ôi cái gì đấy mà ném không chết người, thế thế thì ném làm cái gì, bạn đùa mình à. Đây 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 đây, đúng rồi. Ừ, cái điện mệnh thằng nào ui. Ây à, thiệt là khổ đi mà, thanh niên chơi móc sao kìa, thiệt là khổ. Rồi gặp thần tượng cái mắm gì, lo bắn đi bạn đi, cẩn thận không thua giờ là trận này hết lên TV đấy, cứ anh em cứ xác định là thua là không bao giờ lên TV. Rồi bom kìa, đúng rồi lo bắn đi chứ. Đúng rồi, phải chắc như thế anh em tập trung vào bắn. Trận này mà thua thì quyết quyết liệt là méo cho lên TV. Rồi, đâu rồi. Trời ơi, gặp đúng cái team nó gà quá anh em ạ. Cạn lời. Team mình nát quá chứ không thì bọn này đâu dễ thua như thế này chứ. Khô lời rồi. Rồi, chúng ta hãy cùng trông đợi vào thanh niên cuối cùng của team mình. Một team mà rất là nát. Ngay từ đầu mình mời vào phòng là mình thấy nát rồi. À hình như là người ta mời mình vào phòng. Đây cũng là một số clan bên bên họ bên người khác nữa. Úi ôi sắp mặt đã cảnh báo đây là đừng có solo súng, đừng có solo súng làm cái gì. Chơi Blacklist thì tốt nhất là thủ bom thôi, chứ anh em đừng có chơi đội solo khi mà còn 1 vs 2. Như thế thì nó sẽ mất rất là nhiều máu, nếu mà kill được người ta, ăn hên kill được người ta cũng mất một lượng máu rất là lớn, và thằng tiếp theo bạn sẽ chết. Vì như thế thằng tiếp theo nó có lợi thế hơn về máu. Cái thứ nhất là máu và cái thứ hai là kỹ năng. Thế thôi. Ôi, công lên rồi. Gà này chắc là gà chiên chiên gì đây, gà bóp rồi. Ôi, bom kìa. Rồi, gà luộc. Đặt mà đặt tên từng món ý, là mình thèm thôi anh em. Clan đấy nếu xem được clip này thì nên đổi tên thành những cái món ăn ý, để cho người khác để cho người khác nó thèm thuồng và có thể bị giết tự tự sát luôn đấy. Gì đây,
Đúng rồi. Người ta thèm quá người ta tự chết luôn. Ôi cái định mới. Đùa bố à. Mình muốn chơi cái khẩu lục một tí thôi. Thế mèo nào nghịch ngu. Thôi. Đặt tên ví dụ như là gà luộc, gà nướng này, gà bóp này, đủ kiểu luôn. Đấy, đặt những cái đấy rất là hay. Nhìn rất là vui. Rồi, và tem mình sắp bị sấp mặt rồi. Nát rồi. Và tình huống bây giờ sẽ là phòng 3. Rồi, tuyệt vời đấy. Team mình nát quá. Thế này thì càng bắn càng nát. Khô lời. Rồi, thế này chơi không biết chơi như thế nào luôn anh em ạ. Thằng top 1 bên kia là 5-0. Thằng sniper rất là hay. Gà nhà ta rất là hay. À gà nhà người ta chứ chết nhầm. Mình nói cứ hay bị sai sai. Rồi, dưới hầm có. Mình sẽ kênh cái đường lên hầm. Đấy 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 đấy, lại lòi cái mặt lên cho xem. Đấy, nó có sai đâu. Cầm AK-47DF. Ghê quá cơ. Ủa, cái định mới. Móc kìa. Ghê quá. Rồi ôi, bạn ghê quá. Bạn cứ làm mình hết cả hồn. Thôi, nói đùa thế thôi chứ. Lát nữa nó hình như sấp mặt thì có mà trêu ngươi người ta. Tự xem nào, mình sẽ đứng đây cây. Không vào đây, nó không vào đây, nó sợ. Bên mình là bây giờ là cái thế thịnh để người 3v2. Nhưng team người ta thì lấy kỹ năng đánh bại cái thịnh để người này. Bây giờ team mình không có thể chơi thịnh để người được. Đâu rồi. Sniper bên B kìa. Đặt bom đi em ấy. Mình sẽ vào thủ dưới này. Đảm bảo là nó sẽ chết. Đấy, đặt bom đi. Phát này mình không ăn được. Mình làm con các bạn luôn. Có sai đâu. Bạn bàn bài. Cuối cùng cũng bị hạ dưới tay mình. Dễ lắm. Không khó đâu. Đấy, cứ thấy sniper bên B cứ xác định thôi. Cầm khẩu gì cũng thế thôi. Sấp mặt à. Rồi, team này cũng bình thường. Team người ta cũng bình thường. Nhưng team mình hơi gà. Team mình hơi chicken một tí. Team mình mới gọi là chicken chính hãng. Còn team người ta là chicken theo phong cách là ảo ảo. Thật thật. Thật thật mà ảo ảo. Ảo loi luôn ý. Rồi, lao đi em ấy. Trong kia có sniper ấy. Thích ăn đạn sniper thì cứ vào. Hình như là nó không kênh trên này nữa. Có khi lại nó kênh mic. Mic trái à. Rồi sao bạn lên làm cái gì. Trời ơi. Bắn đã không được rồi. Thì đi từ từ để cho đồng đội của tôi còn cover cho. Thế mèo nào cắm đầu lên mic làm cái gì thế không biết. Từ nào mình nghĩ là mình không nên đứng đây lâu. Tại vì đứng lâu thì thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Mà đứng lâu thêm một tí nữa, có khi đội bạn lại chủ quan lên, bước lên lại mình có thể kêu được. Đấy, 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 đấy. Có cái điện mới. Rồi thôi xong, mình lại chủ quan rồi. Mình không canh me trước. Mình cứ nghĩ là người ta sẽ không bao giờ lên. Người ta chỉ thủ thôi. Gì đây? Tàn cái hết cả hồn. Đừng có solo cái lỗ đấy. Ôi ơi, một pha. Không để ý phải sấp mặt rồi. Một pha chết rất là ngáo. Thua thôi. Mình chết thì thua. Trời ơi, một pha tự dưng này ngáo ngơ. Trời, cạn lời. Biết ngay mà anh em mình nên đẩy lên. Rồi, tiếc quá. Một cái pha mà chưa chắc mình đã chết ngáo như thế. Ít nhất cũng phải lôi theo được một vài thằng. Cạn lời rồi. Trận này mình phải lôi theo ít nhất là một vài thằng. Bố mẹ sợ chúng mày quá đấy. Bố mày sợ chúng mày quá đấy. Chơi không? Rồi. Win rồi. Rồi hay lắm. Lâu lâu lại được một cái đà như thế này thì lao vô thôi. Sợ đéo gì nhau. Lao vô luôn em ấy. À thấy rồi. Úi rồi ghê quá. Rồi ghê. Rồi gà này. Này thì đàn bà này. Ngu người. Tuy em không phải là đàn bà nhưng em rất là tức cho những chị em. Thế thôi. Mình hơi bị lắm chuyện đấy nhỉ. Đấy gọi là lắm chuyện. Rồi cố lên vào chủ đề chính chứ không lại sấp mặt.
Lật kèo nào. Từ từ thôi em ấy, từ từ thôi. Trời ơi, cứ đi vào mic thế, làm gì không biết. Ôi, chết. Chết này cưng. Làm gì mà căng. Ôi, nó vào đâu kìa. Ghê thế. Bạn ghê quá. Bạn lấy như thần thế kia, mình làm sao chơi lại. Đâu rồi. Đâu rồi, chết nhiều đấy. Còn không biết là nó ở phía đâu. Bây giờ mình bắt đầu cảm giác là mình cái thua cận kề rồi. Cái thua cận kề rồi. Nốt trận này thì chúng ta lại chia tay thôi. Rồi. Nếu mà các bạn xem này thấy hay, nhớ like, subscribe kênh của mình nha. Ôi, cái điện mới. Rồi xong, đi luôn rồi. Rồi, kết thúc rồi, mình chết thì coi như hết rồi. Đợi xem thanh niên này sẽ làm được gì. Không biết làm được gì đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Nói chung trận này gặp chicken nhưng không phải là chicken. Ga nhưng không phải ga. Và mình đã phải bỏ mạng rồi. Người ta trong A kìa em này. Rất là khó khăn. Mình pha đấy mình lao vào để fix mạng ấy mà. Cô lời. Quên. Chắc chắn là trong A rồi. Hay lắm DM. Được rồi, gà rắc rối. Cố lên, còn một thằng trong A. Chắc chắn là nó sẽ đi vòng lên mà trên cao ghê. Đặt bom xong nhớ lên cao A. Cái lỗ A. Đúng rồi, đấy có sai đâu. Hay quá. Win rồi, 1-3, rất hay. Đến từ thanh niên tên gì đấy quên rồi. Lâm gì gì đấy. Rất hay. Cố lên nào, chúng ta phải lật kèo. Bạn này làm cho mình thêm có tự tin lại cân tim rồi đấy. Ở trận lúc nãy mình không kéo được thằng nào mà lại chết. Đáng mệt. Mày làm gì mà căng. Solo mic à. Ăn được không. Từ em ấy, từ thôi. Chắc chắn dưới hầm có người. Chắc chắn luôn đấy chứ. À, thấy này, có sai đâu. Ui, gì đây? Đâu ơi? Báo xem nào, đâu? À, đây. Bố mày sợ chúng mày quá. Trời ơi, chết rồi. Cô lời. Và đây, còn mình đi cuối cùng. Rồi, thua rồi. Gặp thằng này nó lát cỡ này mà. Thằng này như bị lát hay sao ấy. Mình nghĩ là không xong rồi. Bắn đi. Cái điện mới. Trời ơi. Lát cộng thêm ngáo. Khô lời. Biết lát rồi. Bắn ngáo ngáo thế thì biết lát rồi. Trời đất. Rồi hay quá, vẫn lấy được mạng nhưng còn 6 HP. Không được rồi. Vâng, bị bóc luôn. Chắc là mình sẽ kết thúc clip này thôi. Các bạn xem thấy hay, quên like, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye cho các bạn và hẹn gặp các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Rồi, rất là khắm lọ. Khi mà mình hay nhưng team mình không hay thì nó cũng thế thôi.